Xin chào các bạn nhé. Mình vừa mới nhận được cái hàng mình đặt cách đây mấy hôm thì có hai món. Đây là cái mâm nhiệt của bếp hồng ngoại và đây là cái mạch dimmer. Mạch này là mạch điều khiển điện áp dùng để tăng giảm điện áp. Chúng ta có thể dùng để tăng giảm độ sáng của bóng đèn. Không biết là có dùng được vào đây không? Cái mạch này theo như cái shop bán cho mình khi công suất là 2000W thì theo mình tính toán thì có thể dùng vào được cái mâm nhiệt này. Đây là cái mâm nhiệt trong bếp hồng ngoại mini nha các bạn. Thì đối với cái bếp hồng ngoại mini thì có hai loại mâm nhiệt. Một loại là cái bóng đèn halogen và một loại là dùng sợi dây mây so. Thì mình đã dùng cả hai loại. Thì mình thấy là cái bóng đèn halogen có vẻ như là nó chóng chóng hỏng hơn, chóng hư hơn so với cái mây so này. Thì cái mâm nhiệt này mình mua là có giá có 40.000 thôi, nó không có cái vành sứa này, loại đường kính 20 cm, ở giữa này có cái lỗ để gắn cái cảm biến nhiệt. Thì mình cũng có một cái mâm nhiệt hỏng, cũ hỏng, nó có sẵn cái vành sứa này rồi, mình sẽ gỡ sang. À, nếu mà các bạn mua cái mâm nhiệt mà có sẵn vành sứa thì nó giá nó khoảng 80 85 nghìn. Còn cái mạch dimmer này thì giá nó có 36 nghìn thôi. Cái này là dùng con công suất là con React BTA 16. Nhìn chung linh kiện thì rất đơn giản thôi. Có một bit con BTA 16, hai con tụ, hai con trở, một con React và một con chiết áp 500K này và một con chiết áp 20. Mình mua bộ linh kiện này về để mình chế cái bếp hồng ngoại bằng nhôm hộp. Đấy. Đối với cái bếp hồng ngoại zin thì người ta dùng điều khiển nhiệt độ bằng cái mạch điện tử cơ. Nhưng mình sẽ dùng cái mạch dimmer này. Sẽ điều khiển tuyến tính bằng cái nút vặn này. Sau đây mình sẽ đấu và mình test thử cái mạch này xem sao nha các bạn. Đấu cái mâm sau đó mình sẽ đấu vào cái mạch dimmer. Trên cái mạch dimmer này thì đây mình đã chuẩn bị sẵn cái dây rác đây rồi. Ok, mình sẽ cướp điện thử xem sao. Ok. Rồi. Dòng điện hiện tại đang là 2,8 ampere nha các bạn. Bắt đầu nóng lên rồi đó. 2,8 3 gọi là 3 A thì công suất rơi vào khoảng 600W. Khá là nóng rồi các bạn ạ. Mình sẽ vặn từ từ đây. Đó, các bạn thấy không? Tăng lên 3,6 này. Dòng điện lúc này là 5 A nha các bạn. 5 A thì công suất rơi vào tầm khoảng 1000W thôi.
Bóng điện nó rất là sáng nên là chúng ta không thể quan sát được cái bếp nó hồng, thì phải tắt điện đi nha các bạn. Mình vặn lên chút xíu nữa cho nó đỏ lên nhé. À, dòng điện. Dòng điện là 5 A. 5 A thì công suất loanh quanh khoảng 1.000. Các bạn nhìn thấy hồng chưa? Đỏ lên chưa? Đó. Vậy duy trì công suất theo khoảng 1.000, hơn 1.000 W một chút xíu. Sẽ bạn lên một chút xíu nữa thế nào. Dòng điện tăng đến 5,5 A, 6 A, gần 6 A rồi. Ok, dòng 6A cực kỳ là đỏ luôn. Chúng ta cũng chỉ dùng loanh quanh khoảng từ 600 đến 1.000 W thôi. Dùng khoảng độ 5 A, khoảng 1.000 W thì là cái chế độ đun nước sôi chẳng hạn. Khi chúng ta đun cần sôi nhanh, ăn lẩu chúng ta cần sôi nhanh thì chúng ta có để tầm khoảng khoảng 1.000 W, đây là rất nóng rồi. Sau khi sôi thì chúng ta giảm đến mức nhỏ nhất là được khoảng 2 A các bạn ạ, thì về công suất nó sẽ rơi khoảng hơn 400 W. Lúc đầu mà khi mà cái mâm của chúng ta nó chưa nóng lên thì dòng điện lúc khởi động lúc lúc nhỏ nhất được khoảng 2,8 A. Tuy nhiên bây giờ cái mâm nhiệt nó rất nóng rồi, nó chỉ còn tụt xuống còn 2,2 A thôi. Do điện trở của nó bị tăng lên nhé các bạn. Nguyên lý là điện trở nó tỷ lệ thuận với cả nhiệt độ mà. Ok, thì cái mâm nhiệt này các bạn có thể mua về để thay cho cái bếp hồng ngoại mini của gia đình nhà mình. Mùa đông đến rồi thì chúng ta cũng hay dùng để nấu lẩu. Thì cái mâm này có thể thay thay chung cho cái bếp hồng ngoại, dùng mâm bằng máy xo hoặc là mâm halogen đều được. Tuy nhiên là nếu như mà các bạn thay vào cái mâm cái bếp mà dùng cái đèn halogen ấy, thì các bạn chúng ta phải chế cháo cái chân đỡ cho nó. Đó, vì cái bếp dùng mâm halogen thì cái chân chắc chắn nó sẽ khác. Chúng ta phải thao tác chế cháo cho nó. Còn cái mạch dimmer thì nếu như cái bếp của bạn mà hỏng, cái mạch điện tử mà các bạn ngại sửa hoặc là các bạn không không muốn mua cái mạch mới thì chúng ta dùng cái mạch này nó cũng rất là đơn giản. Thậm chí là như mình cũng đã tự lắp cái mạch này, đơn giản thôi mà. Linh kiện thì nó có vài linh kiện, tiền mua linh kiện có thể mất độ khoảng 10.000, thì cái mạch thì tổng thể là mình mua hết 36.000. Nếu các bạn quan tâm và muốn mua cái linh kiện này thì có thể là click vào đường link ở bên phần mô tả bên dưới video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video khác.